Nối tiếp series Rimuru lạc vào thế giới phép thuật, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng sau một thời gian nhóm của Ri ở thế giới phép thuật thì bọn họ đã làm quen được rất nhiều người ở thế giới này. Cũng như chính Ri cũng đã tự thành lập cho mình một bang hội có tên là Tempest Slam. Hiện tại trong thời gian gần đây thì hai bang hội đã cùng nhau tham gia một cuộc thi, đó chính là đại hội phép thuật của các bang với nhau để tìm ra bang hội mạnh nhất vùng Fiore. Và rồi sau 3 tháng sau thì ngày thi đấu cuối cùng cũng đã đến, hai bang hội sẽ có những cuộc thi đấu như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra khi Ri cũng tham gia giải đấu thì mọi người hãy cùng mình xem trong video tập 6 của ngày hôm nay nhé. Vậy là cuối cùng, sau 3 tháng luyện tập của các thành viên Fire Detail thì bọn họ đã quay trở về bang hội của mình để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới. Cả hai bang đã cùng nhau chọn ra 5 người xuất sắc nhất bang để cùng tham gia với Fire Detail là Natsu, Lucy, Wendy, Gray và Eza. Bang Tempest Slam là Rimuru, Diablo, Hakuro, Sion và Soe. Khi chọn xong các thành viên của hai bang thì bang của Ri đã trở về hội của mình. Trên đường quay trở về, Ri vẫn luôn luôn thắc mắc về nhóm của Natsu. Lý do tại sao sau 3 tháng luyện tập mà nhóm của bọn họ không hề thay đổi một xíu nào về sức mạnh mà lại có sự biến đổi về bình chứa năng lượng bên trong. Về đến bang của mình, Ri lên tiếng nói với tất cả: "Này, 4 người, ta có một chút căn dặn cho cuộc thi đấu sắp tới. Trong cuộc thi các cậu phải ở tư thế phòng thủ và yếu thế trước đối thủ để xem bọn họ sở hữu loại phép thuật gì. Ở nơi này có rất là nhiều loại phép thuật khác nhau và mỗi người đều sở hữu từng loại phép thuật mà bọn họ giỏi nhất. Vậy nên trong giải đấu, ta muốn thấy hết tất cả. Mục tiêu chúng ta tham gia không phải để chiến thắng và để coi như đây là luyện tập. Ta nghiêm cấm tất cả không được phép sử dụng kỹ năng tối thượng của mình hay những độc kỹ. Để cho chắc chắn hơn nữa, trong thời gian ta ở lại đây, ta đã nghiên cứu được rất nhiều cách thức sử dụng phép thuật khác nhau. Vậy nên kể từ giờ, chúng ta cũng phải có cho mình từng danh xưng của từng loại phép thuật chính gốc phù hợp cho từng người. Đương nhiên, đây chỉ là danh xưng để lỡ người khác có lỡ hỏi thì chúng ta sẽ lấy đó làm câu trả lời. Sion, cô sẽ là một pháp sư sử dụng đấu thần thuật, phép thuật cường hóa sức nặng vào những cú đấm và kiếm. Diablo, cậu sẽ là pháp sư về bóng tối. Hakuro, ông sẽ là pháp sư về ảnh kiếm thuật. Suna sẽ là pháp sư về mê hồn thuật. Soe sẽ là pháp sư về ẩn thân thuật. Benimaru sẽ là pháp sư sử dụng hắc hỏa thuật. Còn ta là một pháp sư về lá chắn thuật. Tất cả đã hiểu rõ chưa? Tất cả các thuộc hạ đồng thanh: "Vâng, tuân lệnh thưa chủ nhân." "Mà khoan, còn một việc nữa. Này, Benimaru, trong thời gian mà bọn ta không có ở đây, người hãy để ý đến Veldora, Ramirez dùm ta. Bọn họ làm gì cũng phải báo lại cho ta biết ngay lập tức." "Benimaru, thần tuân lệnh." Sáng ngày hôm sau, không để gây chú ý nên 5 người của nhóm Ri đã đi cùng với 5 người của nhóm Natsu đi bằng xe để đi đến nơi diễn ra giải đấu. Trên đường đi, cả 10 người đã cùng nhau nói chuyện về phép thuật của đôi bên. Trước khi nói đến phép thuật thì Ri nhìn thấy một điều kỳ lạ khi hai bên cùng nói chuyện, đó chính là Ri nhìn thấy Natsu, một pháp sư cực kỳ mạnh của Fire Detail mà lại tỏ ra khó chịu khi ở trên xe. Rimuru lên tiếng: "Cậu Natsu bị làm sao thế? Cậu ấy bị say xe gì ư?" Eza, Lucy mỉm cười rồi lắc đầu: "Cậu không cần bất ngờ đâu. Từ trước đến giờ, cậu ấy đều như vậy, không đi được trên những phương tiện như xe, tàu hay những thứ đi bằng thiết bị. Vậy nên, cậu không cần để ý đến cậu ta đâu." Ri tiếp tục thắc mắc: "Chẳng lẽ tất cả những người sở hữu sức mạnh của sát long nhân đều bị như vậy ư?" Lucy: "Có lẽ hiện tại là đúng, vì trong hội của chúng tôi có đến 3 sát long nhân đấy." Và rồi tất cả bắt đầu trò chuyện về pháp thuật của hai bên, cũng như nhóm của Eza muốn biết đến những điều thú vị ở thế giới của Ri. Nhắc đến thế giới khác thì đúng lúc đó Ri cũng nhớ ra một việc, cậu bắt đầu cố ý hỏi nhóm của Lucy: "Này mọi người, tôi có một thắc mắc. Bình thường khi nhắc đến thế giới khác thì mọi người phải cảm thấy kinh ngạc và lạ lẫm lắm chứ, đúng không? Còn bang của mọi người thì không. Chẳng lẽ ở thế giới này có tồn tại những thế giới khác ư? Trong lần trước mọi người có nói là thế giới của tinh linh. Vậy ngoài thế giới đó còn có thế giới nào khác nữa không?" Ri hỏi câu này là vì cậu cũng muốn điều tra manh mối xem những thế giới đó có liên quan gì đến kẻ đã gây ra vụ việc những cánh cổng xuyên không của thế giới Ri hay không. Năm người nhóm Lucy nhìn nhau rồi lên tiếng: "Chính xác là có thế giới khác đấy, Rimuru-chan. Chẳng hạn như thế giới của tinh linh, một thế giới dành cho các tinh linh và vua của tinh linh sinh sống. Hay thế giới Edolat, đây chính là thế giới nơi mà Happy và Charuru đến đây. Bọn tớ cũng đã đi đến hai thế giới đó rồi. 7 năm trước, bọn tớ đã từng đi đến Edolat một lần. Còn thế giới tinh linh thì bọn tớ cũng mới trở về, dù cho gặp một chút trục trặc." Wendy là người nói tiếp: "Đúng đấy, Rimuru-chan. Edolat đó như là một thế giới song song với nơi này vậy. Những người nơi đó đều có vóc sáng y chang mọi người ở đây, nhưng sẽ bị đảo ngược về tính cách. Bọn em đến thế giới đó vì bị dính vào cánh cổng không gian có tên gọi là Anima. Nhưng mà cánh cổng đó không hiểu vì một lý do nào mà nó không thể hút được những sát long nhân vào bên trong." Ri: "Vậy nếu không hút được sát long nhân, vậy ba sát long nhân trong bang đến đó bằng cách nào?" Wendy: "Bọn em ư? Người đó chính là Miss Togan.
Thật ra, đó chính là bản sao của một người ở Edolat với hiện tại chính là Zela, một người quen của chị Eza đó. Có lẽ mọi người chưa từng gặp anh ấy qua bao giờ đâu. Rhythm suy nghĩ, này CL, bọn họ nói là có một thế giới song song ư, còn phép thuật không gian anima ư? Nó là lại là phép thuật gì thế? Theo cô, nó có liên quan đến hàng ngàn cánh cổng xuyên không của thế giới chúng ta không? CL, thưa chủ nhân, có lẽ là không đâu ạ, vì bọn họ đã nói rằng thế giới Edolat đó đã diễn ra vào 7 năm trước rồi. Vậy nên theo em suy đoán thì có thể phép thuật không gian anima mà bọn họ kể không liên quan gì đến 1000 cánh cổng xuyên không đâu ạ. Ray trả lời CL, ta cũng muốn đến thế giới đó quá, còn cái cổng không gian đó nữa, không biết nó là loại phép thuật gì nhỉ? Nếu mà được tận mắt nhìn thấy thì hay quá. Bọn họ nói sẽ có những người tương tự như bản sao của chính mình nhưng bị đảo ngược tính cách ở thế giới này. Thì hiện tại bên đó sẽ có một Rimuru song song ư? Và sẽ có các thuộc hạ của ta sẽ có tính cách trái ngược hiện tại ư? Cô có nghĩ vậy không? CL, có thể đấy, thưa chủ nhân. Các thuộc hạ ngồi bên nghe câu chuyện, bọn họ cũng lên tiếng. Thế giới song song à? Vậy tức có nghĩa là sẽ có một chủ nhân hoàn toàn khác ư? Diablo, phu, nếu có thì thần cũng muốn được gặp Rimuru-sama phiên bản trái ngược đó quá. Điều đó sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu. Đến lại với mấy thánh thuộc hạ, suốt ngày chỉ nghĩ đến chủ nhân của mình trong mọi tình huống mà thôi. Trở lại với cuộc trò chuyện, Ri tiếp tục thắc mắc, chính là ngoài Edolat thì vẫn còn một thế giới nữa, đó chính là thế giới của tinh linh. Những tinh linh của Lucy thì Ri đã được gặp tất cả các tinh linh của Lucy trong lần đụng giao chiến trước của hai bang hội rồi. Nhưng còn về thế giới của tinh linh thì Ri chưa hoàn toàn biết về nó. Hay ngoài những tinh linh của Lucy thì còn có những tinh linh nào khác nữa hay không? Chưa hết, Ray còn mới nghe nhóm của Lucy nói rằng bọn họ mới từ thế giới đó quay trở về. Vậy đó chính là lý do tại sao mà nhóm của Natsu đã biến mất một cách kỳ lạ trong thời gian luyện tập ư? Phải chăng bọn họ đến thế giới của tinh linh để luyện tập trong suốt 3 tháng ư? Sau khi đặt ra những câu hỏi, Terry đã lên tiếng. Mọi người nói là nhóm của mọi người mới đến thế giới tinh linh trong thời gian gần đây đúng không? Trong thời gian nào thế? Chẳng lẽ mọi người đến thế giới tinh linh luyện tập trong 3 tháng vừa rồi ư? Con người có thể bước vào thế giới của tinh linh mà không cần điều kiện gì ư? Có thể cho nhóm chúng tớ vào thế giới đó được không? Vì có thể khi bước vào thế giới của tinh linh, bọn tớ sẽ tìm ra được mánh khóe gì đó từ những cánh cổng đưa bọn tớ đến đây. Bỗng dưng nhắc đến thế giới tinh linh từ câu hỏi của Ri thì đã làm cho nhóm của Lucy, Gray, Eza, Wendy toát hết cả mồ hôi xuống khi tất cả tưởng rằng nhóm của Ri đang suy nghĩ là bọn họ luyện tập ở thế giới của tinh linh. Nhưng sự thật thì bọn họ lại lãng phí mất 3 tháng ở đó mà không luyện tập được gì cả. Lucy là người trả lời. Thật ra tất cả là tại ông vua tinh linh đó, tất cả là tại ổng mà bọn tớ mới không luyện tập được trong thời gian qua. Ri, vua tinh linh, tại sao lại không luyện tập được gì? Nếu như là vua của tinh linh thì chẳng phải điều đó rất tuyệt sao? Được luyện tập cùng với các tinh linh và vua tinh linh cơ mà. Lucy, các cậu không biết đó chứ? Bọn tớ cũng mới biết đây thôi. Nhóm của tớ đúng thật là đang luyện tập ở bãi biển cùng với tất cả mọi người. Trong thời gian đó, vua tinh linh đã mời nhóm của chúng tớ xuống thế giới của tinh linh. Muốn vào được thế giới của tinh linh thì cậu phải mặc đồng phục của thế giới tinh linh thì mới bước vào đó được. Những tinh linh muốn cảm ơn tớ và tất cả mọi người nên đã tổ chức một bữa tiệc ở thế giới đó. Đương nhiên, ban đầu chúng tớ cũng chỉ nghĩ đó là một bữa tiệc bình thường mà thôi. Nhưng các cậu có biết gì không? Một ngày ở thế giới của tinh linh thì sẽ bằng 3 tháng của thế giới thực đó, Rimuru-chan. Vậy nên sự thật giờ đây trong tất cả chỉ có nhóm chúng tớ là chưa luyện tập được gì cả. Lucy vừa nói vừa ngậm ngùi tức giận ông vua tinh linh. Còn những người còn lại thì cúi mặt xuống vì bọn họ đã lãng phí suốt 3 tháng không luyện tập được gì cả. Sau khi nghe câu chuyện của nhóm Lucy thì cuối cùng Ri mới hiểu ra rằng không phải là CL không thể tính toán và nhận thấy bọn họ mà là do bọn họ đã đi đến một thế giới khác nên CL cũng như Rimuru không thể cảm nhận được bọn họ mà thôi. Ri thầm suy nghĩ, vậy ra mọi chuyện là như thế, bảo sao bọn họ không hề mạnh hơn trước kia so với sau 3 tháng luyện tập, nếu như thế thì bọn họ sẽ chiến đấu như thế nào khi bị chậm chế mất 7 năm sức mạnh đây. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục được diễn ra. Bây giờ đến lượt nhóm của Ri kể về thế giới của mình cho nhóm Eza. Ri lên tiếng, thế giới của bọn tôi được gọi là Tensura. Thế giới của bọn tôi cũng y chang như thế giới của mọi người vậy. Có con người buôn bán sinh sống, cũng có nhiều loài chủng tộc được gọi là ma vật chẳng hạn, giống Ranga mà mọi người gặp vậy đó. Ở quốc gia của bọn tôi, con người và ma vật đều sinh sống hòa thuận với nhau. Ri tiếp tục kể lại những gì đời thường nhất ở thế giới của mình cho nhóm người của Eza nghe. Trong cuộc trò chuyện, Ri cũng biết được qua lời kể của Lucy rằng là trong 3 tháng qua, dù bọn họ không luyện tập, nhưng bọn họ đã được 3 người nào đó mà Ri chưa được gặp giúp đỡ cả nhóm mở ra được khả năng tiềm ẩn được gọi là bình chứa năng lượng phép thuật thứ 2 trong cơ thể, giúp họ có thể sử dụng được phép thuật lâu hơn cũng như sử dụng được những loại phép thuật mạnh mẽ khác. Đó là lý do tại sao ngay từ ban đầu Ri đã được CL thông báo về sự thay đổi đó của bọn họ. Đang trong lúc nói chuyện thì bỗng dưng Benimaru đã liên lạc với Ri.
Thưa chủ nhân, nhóm của bọn tôi cũng đang trên đường đến vị trí của ngài cùng với hội trưởng bên Firetail ạ. Bọn tôi đến là để làm thủ tục cho mọi người. Ri ngạc nhiên, vậy chỉ có một mình cậu đi hay tất cả đều đi cùng? Thưa ngài, tất cả đều đi cùng ạ. Cả bang hội của Firetail, tất cả mọi người đều đến để cổ vũ cho bang, vậy nên thần đã dẫn dắt tất cả cùng đi ạ. Với lại, nếu để ngài Verora và Ramit ở lại thì sẽ rất là bất ổn, nên thần đã dẫn cả bọn họ theo cùng. Có thể nhóm của thần sẽ đến trước ngài để đăng ký. Thần và mọi người sẽ đợi ngài ở điểm đến ạ. Và thần cũng muốn báo cho ngài một tin rằng bang hội của Firetail sẽ có 2 nhóm người tham gia cuộc thi chứ không phải một đâu. Ri, 2 nhóm ư? Vậy ngoài 5 người đây thì sẽ còn có 5 người nữa tham gia ư? Chính xác là như vậy đấy ạ. Còn 5 người nào thì Makaro vẫn chưa nói. Được rồi, vậy chúng thần sẽ đợi ngài ở điểm đến nhé. Nói xong, Benimaru đã ngắt kết nối với Ri. Và rồi sau một khoảng thời gian thì cuối cùng tất cả 10 người cũng đã đến nơi. Địa điểm mà bọn họ tới chính là thủ đô Crosus, thủ đô hoa của Fiore. Đây là nơi diễn ra đại hội phép thuật hàng năm, một nơi tràn ngập những pháp sư từ khắp tất cả các nơi trở về. Và ngay tại đây, ngay tại trung tâm của thành phố, lâu đài của vua vương quốc Fiore, lâu đài hoa ánh sáng Mercurius, đấu trường của đại hội phép thuật có tên gọi là Domu Flau, nằm trong dãy núi phía tây. Và giờ đây, 10 thành viên của hai bang hội cuối cùng cũng đã đến địa điểm thi đấu. Khi xuống đến nơi, Diablo bước xuống và cất giọng nói: "Phu phu phu phu, thưa Rimuru-sama, đây sẽ là một nơi vô cùng thú vị đấy ạ." Hakuro thì đứng xuống mỉm cười. Còn với nhóm của Natsu, trong 5 người thì có 4 người khi xuống xe đã vô cùng mệt mỏi vì bọn họ vẫn còn đang chịu sự ảnh hưởng từ việc nâng cấp sức mạnh để mở bình chứa năng lượng thứ hai. Trong 5 người thì chỉ có Eza là người không chịu sự ảnh hưởng mà thôi. Sau khi đến nơi thì tất cả các thành viên của hai bang đã đợi nhóm người của Ri và Eza ở đó từ rất lâu. Verora nói lớn: "Các cậu chậm quá đó, bọn tôi đã đến đây trước rồi." Ramirez: "Cậu chậm quá đấy, Rimuru." Suna sẽ đến đứng kế bên Rimuru. Phía bên kia, khi thấy hai hội trưởng của hai bang đã đợi sẵn ở đây, đã làm cho nhóm Natsu ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại ở đây?" Makaro nói lớn: "Bọn ta đến để làm thủ tục đăng ký cho tất cả và mọi thứ đã xong xuôi rồi." Makaro bước đến đưa cho Eza một cuốn sách và nói lớn: "Đây chính là những điều luật của cuộc thi, hãy đọc cho tất cả mọi người cùng biết nhé, Eza." Tuy nhiên cuốn sách đó lại ghi một ngôn ngữ kỳ lạ mà tất cả không đọc được, nên bọn họ đành phải nhờ người giỏi về sách nhất chính là Levi đọc zoom cho tất cả. Levi lấy ra một cặp kính và bắt đầu đọc. Điều luật của cuộc thi như sau: 1. Hội trưởng của từng bang sẽ không được tham gia. 2. Ai không có biểu tượng của hội thì sẽ không được tham gia và được tính như là khán giả xem cuộc thi. 3. Luật của cuộc thi sẽ được giữ bí mật cho đến khi từng cuộc thi được bắt đầu để giữ bí mật về thể lệ. Và có một điều cảnh báo nữa, đó chính là tất cả các thành viên tham gia sẽ phải trở về phòng vào lúc nửa đêm trong ngày hôm nay. Mỗi bang hội sẽ được chỉ dẫn đến chỗ ở chỉ định theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Sau khi nghe tất cả điều luật xong, ba điều đầu thì Ri còn có thể hiểu rõ, nhưng còn điều thứ tư, Ri vẫn chưa hiểu. Tại sao lại phải quay về lúc nửa đêm cơ chứ? Sẽ có chuyện gì xảy ra vào đêm nay chăng? Lập tức, Sawe đã liên lạc với Ri. "Thưa chủ nhân, có cần thần đi điều tra rõ ràng chuyện này không ạ?" Ri: "Không cần đâu, Sawe. Nếu biết trước như vậy thì cuộc thi đâu còn là gì thú vị nữa. Được rồi, tất cả hãy cùng ta đi tham quan nơi này nào. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tối ngày hôm nay, nhưng từ giờ đến lúc nửa đêm vẫn còn rất nhiều thời gian, nên bọn họ đã quyết định sẽ đi tham quan khắp thành phố. Nhóm của Natsu thì Eza là người không đi cùng, cô đã quay trở về chỗ nghỉ ngơi để xem xét kiểm tra tình hình. Đương nhiên, cả nhóm của Ri cùng với những người còn lại đã bắt đầu đi tham quan. Trong lúc tham quan thì cả hai bang hội cũng đã gặp rất là nhiều điều thú vị, như cuộc gặp gỡ với một vài thành viên của bang Lamia. Trong cuộc đụng độ này, Ri cũng biết được rằng cô gái tên là Juvia kia có tình cảm đặc biệt với cậu thanh niên Gray, và một thành viên của bang Lamia cũng sở hữu phép thuật băng. Cậu ta lại có tình cảm đặc biệt với cô gái Juvia, mà hai thanh niên sử dụng băng thuật kia lại quen nhau từ trước. Đúng là một cuộc tình thú vị. Hay cuộc đụng độ của Natsu với hai thành viên của bang đang ở vị trí mạnh nhất chính là bang Sabertooth. Hai sát long nhân đời thứ 3 đã chạm trán với Natsu, được coi là sát long nhân đời thứ nhất và thách thức Natsu. Hai người đó đứng hiên ngang, tự nhận rằng hai người đã giết được rồng trước mặt của Natsu và nhóm của Ri. Trong đó, Verora cũng có mặt và anh đã nghe được. Riêng bang Lamia thì bọn họ đã từng gặp bang của Rimuru trong lúc đến mua hàng hóa của bang rồi, nên họ không có gì là bất ngờ với bang của Rimuru. Còn bang Sabertooth thì hai sát long nhân có tên là Sting và Rogue. Sau khi thách thức Natsu thì cả hai tên đó cũng nhìn thấy bang của Ri nên cũng đã tiến đến và nói lớn: "Hồ, ra đây chính là bang hội mới nổi gần đây đó sao? Nhìn các ngươi đúng là lạ thật đấy. Đám các ngươi có tham gia đại hội pháp thuật này đúng không? Cố gắng đừng để cuối bảng nhé." Nghe xong câu nói của hai tên này, Sion bên cạnh nhăn mặt tức giận khi hai kẻ này dám lên giọng với chủ nhân của mình. "Thưa Rimuru-sama, ngài có thể cho phép thần xử lý hai tên này được chứ?"
Ri tái mặt, lập tức ngăn cơn tức giận của Seon lại. Dừng, dừng lại, ta bảo dừng lại cơ mà, kệ bọn họ đi nào, chúng ta không nên gây rắc rối ở những nơi như thế này đâu. Ri chưa ngăn được Seon thì lần này lại đến lượt Verdora. Anh đang ăn đồ ăn cùng với Ramirez bên kia thì bỗng dưng Verdora cảm thấy điều gì đó. Verdora bước lên làm cho Ri lo lắng rằng con rồng Wibu Verdora này sẽ làm gì ngu ngốc. Ri dùng thần giao cách cảm lên tiếng. Này Verdora, cậu định làm gì vậy? Tôi đã nói tuyệt đối không được làm gì rồi đấy. Verdora mỉm cười rồi lên tiếng nói với hai người đang đứng trước mặt. Hai người nói, hai người là kẻ đã giết được rồng à? Verdora thắc mắc, cũng phải thôi. Khi bọn họ nào biết một con chân long đang đứng trước mặt bọn họ đâu. Lại còn bảo giết được cả rồng thì cha bảo Verdora lại tỏ ra thích thú với hai kẻ này. Verdora quan sát một lúc rồi hai sát long nhân cũng đắc giọng nói lớn. Đúng chính xác, bọn ta đã giết hai con rồng đã nuôi dạy bọn ta. Thế nên hai bọn ta mới chính là sát long nhân thực sự. Còn tên nát sư này không được gọi là sát long nhân. Bọn ta là những kẻ có đủ sức mạnh đến giết rồng. Bỗng dưng Verdora cười lớn trước tất cả mọi người, làm cho những người xung quanh, Ri cùng với các thuộc hạ cũng không hiểu tại sao Verdora là cười vui đến như vậy. Ramirez, nè nè, sư phụ, sao sư phụ lại cười lớn như thế? Hai kẻ này có gì thú vị à? Verdora nhìn hai sát long nhân một lúc và nói một câu nhẹ nhàng. Giết rồng à, thú vị lắm, nhưng để ta nuôi cho các người biết. Biết đâu chừng những con rồng đó nó đang ở bên trong các người đấy. Nói xong, Verdora đã quay người lại và tiếp tục cùng Ramirez ăn uống trong khi đi tham quan thành phố. Ri cũng không hiểu tại sao Verdora lại nói như vậy. Thế rồi trong lúc đó, Xiao cũng nói lớn. Thưa chủ nhân, lời của Verdora nói là đúng đấy. Lát nữa khi về, em sẽ nói ngôn ngạnh cho ngài. Lời nói của Verdora, Sting và Rogue không để ý. Bọn họ chỉ tự suy nghĩ rằng đây chỉ là một câu nói bình thường rồi sau đó đưa vẻ mặt đắc ý rời đi. Thế rồi cuộc dạo chơi với đầy đủ cung bậc cảm xúc của ngày hôm đó đã nhanh chóng kết thúc. Nhóm của Natsu đã chia tay nhóm của Ri để trở về trọ của từng bang. Sau khi quay về chỗ ở cùng với tất cả, Rimuru với các thuộc hạ, Verdora và Ramirez đã ngồi xuống để tổ chức một cuộc bàn luận nhỏ nhỏ. Ri tạo ra một kết nối xung quanh căn phòng. Ri lên tiếng. Verdora, nãy cậu nói những con rồng ở bên trong cơ thể bọn họ, chuyện đó là sao? Có vẻ như là vì Verdora là một chân long, cũng như nhờ kỹ năng tối thượng của mình mà những lời nói của hai kẻ còn lại không thể lừa được Verdora. Verdora cười lớn nói với Ri. Rimuru à, những kẻ lúc nãy rất thú vị đó. Để tớ nói cho cậu biết rằng cả hai kẻ trong ba người ở cái bang gì phải đi theo đó nữa. Cái kẻ tên là Natsu, cô bé Wendy và hai kẻ lúc nãy, những con rồng mà bọn họ nói, thật ra bọn chúng đang ở bên trong chính cơ thể của bọn họ. Verdora vừa nói vừa cười lớn hơn. Rimuru à, không ngờ thế giới này là có nhiều rồng đến vậy đấy. Đó là lý do tại sao ta lại luôn để ý đến bọn họ ngay từ đầu. Rimuru à, ta muốn gặp những con rồng đó, ta muốn gặp rồng ở thế giới này. Tất cả các thuộc hạ hoảng hốt khi nghe lời Verdora nói. Hakuro, rồng ở bên trong cơ thể của con người ư? Diablo, phù phù phù, điều này thật là thú vị quá, Verdora-sama. Rimuru cũng ngạc nhiên. Ở bên trong cơ thể ư? Nhưng bọn họ nói rằng những con rồng đã biến mất vào ngày 7 tháng 7 năm X777 rồi cơ mà. Mà đến lúc này, Ri cũng đã nghĩ lại những gì mà nhóm Natsu nói trước đây. Quả thực điều này cũng thật là kỳ lạ. Sự biến mất của tất cả những con rồng đều trong cùng một ngày. Ri tiếp tục lên tiếng. Verdora, cậu đã thấy những con rồng đó bên trong họ ư? Verdora, ban nãy tớ đã quan sát và đã cảm nhận được của loài rồng bên trong bọn họ, cũng như một luồng sức mạnh khủng khiếp của loài rồng bên trong người của bọn họ. Bọn chúng nói giết rồng ư? Thật là quá nực cười, không thể nào loài rồng lại thua con người được. Đến lúc này, CL cũng lên tiếng. Đúng là như vậy đấy, thưa chủ nhân. Bên trong cơ thể của bọn họ có linh hồn của rồng đang trú ngụ bên trong để bảo vệ những người gọi là sát long nhân đó đấy. Ri, bảo vệ? Tại sao phải bảo vệ những con rồng đó? Làm như vậy là để làm gì? CL, tuy em không chắc, nhưng có thể linh hồn đó giúp bọn họ ngăn hóa rồng chẳng hạn, hoặc những con rồng muốn giúp cho những người có linh hồn rồng bên trong mạnh hơn chẳng hạn, giống như ngài Verdora. Nếu ngài không cho ngài ấy cơ thể vật lý thì hình dạng của Verdora chắc chắn sẽ là rồng. Nên theo em suy đoán, những sát long nhân có sức mạnh của từng con rồng tương ứng với phép thuật của họ. Bọn họ một ngày nào đó khả năng bọn họ cũng sẽ hóa thành rồng. Tuy nhiên sau khi hóa rồng thì con người ở thế giới này sẽ không biến lại thành con người được nữa. Thế nên những con rồng đó đã tự mình thu vào cơ thể của những sát long nhân để ngăn không cho cơ thể hóa rồng. Đó là những gì mà em có thể nói được ngay lúc này, thưa chủ nhân. Sau khi nghe Xiao nói xong, Thierry cũng đã đoán ra được một phần nào. Nhưng cái đi thắc mắc ở đây là tại sao những con rồng đó lại biến mất cùng một ngày, cũng như hai người kia lại nói chính bọn họ lại là người giết được rồng chứ? Hai người họ có vẻ không hề nói xạo. Xiao tiếp tục lên tiếng. Thưa chủ nhân, có thể những con rồng đó có thể sửa lại ký ức chẳng hạn. Đang trong lúc cả nhóm của Ri đang ngồi bàn bạc thì bỗng dưng ở phía bên ngoài cửa sổ của quán trọ có tiếng động lạ thường. Trên bầu trời,
một hình ảnh ba chiều của một người nào đó có hình quả bí ngô xuất hiện khổng lồ giữa không trung. Quả bí ngô bắt đầu thông báo một điều gì đó về cuộc thi. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hiện tại, ngay ở đây, có tất cả 114 đội tham gia. Ban tổ chức xin thông báo, trong 114 bang hội sẽ chỉ chọn ra 8 bang để bước vào vòng thi tiếp theo. Luật của vòng loại rất đơn giản. Tất cả các thành viên được tự do sử dụng pháp thuật trong quá trình thực hiện để vượt qua mê cung Sky Labyrinth. Đích đến chính là sảnh của đại hội phép thuật và ta sẽ chờ cánh cổng đó. Nhưng lưu ý rằng cả 5 thành viên tham gia phải cùng đến đích thì mới được tính. Chưa hết, còn một điều quan trọng nữa. Ban tổ chức của cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát nào trong mê cung. Nếu xảy ra thương tổn gì thì các bang sẽ tự nhận lấy sự mất mát đó. Nào, vòng loại chính thức bắt đầu. Lập tức những quán trọ của 114 bang bỗng dưng mọc cao lên trên bầu trời. Từng vị trí của mỗi quán trọ xuất hiện từng bước đi trên không, rồi một cái mê cung khổng lồ hình cầu đã xuất hiện giữa bầu trời. Sau khi nghe luật của cuộc thi, Thierry không ngờ rằng lại có nhiều bang hội tham gia đến như vậy. Ray cũng biết rằng ban tổ chức đang muốn chọn ra 8 đội mạnh nhất để bước vào vòng tiếp theo. Họ muốn loại những đội yếu ra khỏi cuộc thi. Khi nghe thể lệ của vòng loại, Diablo: "Thưa chủ nhân, vòng loại của cuộc thi đấu đã bắt đầu rồi ạ. Chúng ta cũng nên thưởng thức niềm vui của trò chơi này chứ, thưa Rimuru-sama." "Sion, em sẽ cho bọn chúng thấy sức mạnh của bang hội chúng ta là như thế nào." "Hakuro, pháp thuật của bọn họ có thể tạo ra những thứ như thế này ư? Thật là phi thường quá đấy." "Ray, đúng thật, những pháp thuật này quả thực chúng ta chưa hề nhìn thấy." Ray nói lớn: "Tạm thời chúng ta hãy tiến lên nào, những người còn lại ở lại quán trọ đợi bọn ta." "Benimaru, ta giao cho cậu đấy." Sau khi nói xong, Ray cùng Diablo, Sion, Hakuro, Soe, 5 người tham gia bước vào mê cung cùng với 113 bang hội khác. Trong lúc bước vào mê cung, Ray đã lên tiếng nói với Sion: "Này Sion, trong lúc bước vào đó, cô hãy giúp tôi phân tích tất cả những thứ pháp thuật bên trong cùng cái mê cung đó giúp ta nhé." "Sion, mọi thứ cứ để em, thưa chủ nhân." Chưa đi được bao xa, Thierry đã cảm nhận được 10 người cực kỳ quen thuộc của Faritel. Quả đúng như Benimaru đã nói, Faritel có đến 2 đội tham gia. Tuy nhiên, có vẻ như thành viên của đội 1 đã bị thay đổi một người khác, còn một người còn lại đã gặp rắc rối. Ray lập tức liên lạc cho Benimaru: "Benimaru, cậu có nghe tôi nói không? Có vẻ như bên phía nhóm Natsu đang gặp rắc rối. Cậu hãy qua đó giúp họ một tay nghề nhé." Nói xong, Benimaru đã ngay tức khắc di chuyển đến vị trí trọ của nhóm Natsu. Còn với Ray, sau khi nói xong, cả năm đã tiến vào trong mê cung. Khi bước vào bên trong, Ray bắt đầu suy nghĩ: pháp thuật của thế giới này có thể tạo ra thứ khổng lồ như mê cung như vậy sao? Hakuro: "Sức mạnh của thế giới này quả thật đáng kinh ngạc. Thưa Rimuru-sama, chúng ta đi tiếp nào." Ray bắt đầu cảm nhận xung quanh, và rồi cậu đã biết được vị trí chính xác của nhóm Natsu và đội Faritel còn lại đang ở đâu. Có vẻ như nhóm 5 người nhóm Faritel thứ hai đang rất là thuận lợi tiến về đích. Và rồi bang hội của Ray bắt đầu di chuyển trong mê cung. Xiao, trong lúc đó, cô cũng đã bắt đầu phân tích hết tất cả mê cung. Chỉ trong thoáng chốc, cô đã biết chính xác đích đến là ở phía nào, nhưng Ray không hề muốn đến sớm như vậy. Cậu muốn đi chứng kiến nhiều loại phép thuật của tất cả các bang hội trong này. Ray lên tiếng với các thuộc hạ: "Các cậu thấy phép thuật của thế giới này như thế nào?" Diablo: Phu, thưa chủ nhân, quả thực là rất đáng khâm phục, rất đáng để lưu nhớ lại ạ." Sion: "Nhưng nó vẫn không thể bằng được sức mạnh của Rimuru-sama được." Hakuro: "Lão đã được mở mang tầm mắt rồi đây." Soe: "Đúng thật là nó rất khác so với những kỹ năng của thế giới chúng ta thương ngài." Tất cả nhìn xung quanh, với 114 bang hội đang có rất là nhiều bang bị đánh rơi khỏi mê cung. Dường như mỗi bang hội sẽ được xuất hiện phát điểm ở các vị trí khác hoàn toàn nhau, nên bọn họ đã vẽ ra những bản đồ của từng khu vực mà bọn họ đứng. Và rồi, có vẻ các bang đang tranh giành những tấm bản đồ đó để tìm lối về đích. Mặc cho tất cả các bang hội đang đánh nhau, bang của Ri vẫn tiếp tục tiến thẳng về phía trước, vừa đi vừa ngắm các loại phép thuật được tung ra của từng bang. Nhưng rồi trên đường đi, nhóm của Ri đã vô tình đụng độ với bang hội hiện tại đang được coi là mạnh nhất nơi này, chính là Sabertooth. Bọn họ đang loại bỏ một vài bang hội khác bằng pháp thuật. Hai trong số đó Thierry đã gặp hồi chiều. Nhìn theo tình hình, Thierry suy đoán có vẻ như bang hội này sẽ là bang về đích đầu tiên vì bọn họ đã tìm ra được manh khóe để về đích. Đối diện với bang Tempest Lam trong vòng loại đầu tiên, 5 người của Sabertooth nhìn vào bang của Ri. Và rồi một cậu thanh niên tóc vàng tên Sting đứng ra nói với giọng điệu chế giễu: "Các người thuộc bang nào?" "À, ta nhớ các ngươi rồi, các ngươi là đám đúc chiều này." "Gì, có vẻ như ta vẫn chưa cho các người biết mùi lợi hại của ta là như thế nào rồi. Biến mất khỏi cuộc thi này ngay đi. Các ngươi có nhìn thấy những bang hội khi nãy không? Nhanh tránh đường cho bọn ta, còn không thì các ngươi cũng sẽ như vậy đấy." Ray suy nghĩ, cuối cùng cũng đã chạm trán 5 người thuộc bang hội mạnh nhất rồi, còn hai kẻ sát long nhân có linh hồn rồng bên trong này nữa chứ. Sion tức giận lên tiếng: "Chúng hợp thật nhỉ, hai tên sát long nhân này, cẩn thận cái miệng khi dám nói chủ nhân của bọn ta như thế. Bọn ta đang đi trên con đường này, vậy nên bang hội của bọn ta sẽ không nhường bất kỳ ai đâu. Các ngươi mới là kẻ nhanh nhanh nên tránh được." Lập tức Sting phóng ra từ miệng của mình
Bạch Long Hống phóng đến nhóm của Ri nhằm để cảnh cáo, nhưng lập tức Sion bước ra, cô rút thanh Odachi của mình chém tan đi Bạch Long Hống của Sting. Sion, chiêu vừa rồi cũng mạnh đấy nhỉ? Năm người bên phía của bang Sabertooth hoảng hốt. Phá tan ư? Không thể nào, bang hội này là bang nào vậy chứ? Cậu thanh niên tóc đen bên cạnh cũng phóng ra ảnh Long Hống bắn vào nhóm của Ri, nhưng lại một lần nữa thanh Odachi của Sion lại chém tan đi ảnh Long Hống. Đến lượt Ri lên tiếng, chúng tôi không muốn gây sự với bang của các cậu, vậy nên hãy các cậu ở vòng sau nhé. Mong các cậu sẽ là một trong 8 đội lọt vào vòng trong. Một người phụ nữ trong 5 người của Sabertooth bước ra. Các người là bang hội nào mà bọn ta chưa từng nghe qua nhỉ? Đã đụng đến bang của ta mà các người mau thoát à? Mau hạ hết bọn chúng. Cô gái đó bắn xăm quả cầu rất là kỳ lạ, còn người đàn ông to con còn lại dường như sở hữu hắc lôi. Hai đòn tấn công phóng thêm một lần nữa vào nhóm của Ri. Bang của bọn họ tấn công 3 lần liên tiếp, và rồi lần này cánh tay của Ri đưa lên. Ri hấp thụ toàn bộ 3 đòn tấn công của bọn họ làm nó biến mất trước sự kinh ngạc của cả 5 người ở bang hội Sabertooth. Vậy thì sau vòng loại đầu tiên, kết quả của vòng này sẽ như thế nào? 5 người của bang Sabertooth sẽ như thế nào khi chạm trán với bang của Ri ngay từ vòng loại? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe.